Xào nước cúng gầm mấy chị ơi. Thì bữa nay em làm chè ba màu nha. Giờ bây giờ em đi trộn bột nè. Em xài nửa ký bột nếp, 50 g bột gạo, 50 g bột bắp. Rồi em cho miếng dầu ăn vô. Trộn trộn nước sôi nha mọi người. Rồi nhân thì em dò sẵn rồi đó, em chuẩn bị sẵn rồi nước. Bây giờ em thắng nước đường 300 g đường, để em cho 700 ml nước nha. Ngọt độ vừa thôi. Rồi chè em dò xong rồi đó. Giờ bắt đầu em bắt nước lên em đi luộc. Viên chè em luộc mà nó nổi lên là nó chín nha mọi người. Bắt đầu rồi bị chín rồi đó. Bây giờ em vớt ra em bỏ qua nước đường nè, với gừng. Giờ em cũng dò thêm một mớ chè ỉ đang ăn. Thích ăn chè ỉ mọi người ơi. Ba màu nè, không phải chè ngũ sắc nha, mà là chè ba màu. Thấy ngon không? Ngọt độ vừa thôi chứ em không có ăn ngọt lắm. Bây giờ em muốn thơm em đi ra một miếng mè. Giờ mọi người ăn chè với em nha.